Ông nội ơi, quay từ đây trở lên thôi cha. Tôi biết tôi rút kinh nghiệm. Vậy hai ba cái quần nghe là tôi biết tôi rút kinh nghiệm. Sư phụ, sư phụ sợ đẹp quá. Ôi ơi, ơi con cá lôi lên. Đưa con dây ra coi. Ông hồi ổng la dậy sắp bùm bùm bò. Lúc que gì cũng mẹ này. Cái con đĩ mẹ. Giật sao để cho xong đi, giật đi. Để đẩy đi. Mày nó hết xăng rồi. Nhóm ra. Nhóm ga ga ga, ga lên cái. Điệp mến gửi lời chào quý ông bà cô dì chú bác nha. Chào các anh em, chào fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp qua nhà sư phụ ca rồi cả nhà ơi. Hôm nay Điệp làm chủ đề đi chài. Xe đang chạy đến nó hơi ồn, nó nghe cả nhà. Cố gắng được nhiều thắng lợi. Hả? Chuyến đi đầu năm phải cố gắng được nhiều thắng lợi nó mới thành công. Rồi chào khán giả nè. Khán giả. Rồi năm mới rồi sao rồi, ăn Tết à, ăn sao rồi? Năm mới ăn Tết cũng vui vẻ, nhộn nhẹ cũng đều đều. Ăn yeah. Tết rồi mà tát quần luôn. Vậy. Ở đó ngồi đây nè, ông Điệp ngồi nè. Nó tát cái đáy quần như một cánh đồng. Rồi sư phụ lại đi lại đằng trước đi phụ. Tại sao cái quần mà giờ nó không chịu lành? Cái dứt chách dưới đáy thì nó lành mà cái quần nó không chịu lành. Vậy đó hả? Mẹ nó kỳ cục của anh ơi. Ô ngồi chạy chùi đi luôn như vậy đó hả? Chắc nghi qua tới ở bên sông quá. Vậy sao lồn ra nó nhảy sao mà cho té kháng nữa đi. Vậy đó hả? Chú Sáu giờ quay chèo chú Sáu ơi. Ôi xin chào cả nhà mình nha. Mình người ta thì ăn Tết tới hết tháng này lận. Tôi đi lao động rồi ha. Thôi bây giờ vậy nè, nhân dịp đầu năm á là xin chúc cả nhà mình an khang thịnh vượng ha. Rồi đặc biệt là trong gia đình á là đông đầy hạnh phúc nha. Thì bây giờ cũng có nhiều bạn thì cũng đi lao động rồi ha. Nhưng mà thôi bây giờ mình cũng nhường một cái chút thời gian để mình thư giãn ha. Để làm sao mà cho cuộc sống nó có thêm cái hương vị ha, cho cuộc sống mình nó thêm cái hương vị. Như vậy thì bây giờ mời là cả nhà mình đồng hành cùng với tôi nha. Hôm nay đi săn bắt đầu năm à, săn bắt cá à, mà nếu mà các bạn mà thấy là có giải trí được thì nên cho chủ kênh này nó một like nha, để về nó kiếm sữa voi cho con nó bú nha à. Rồi hôm nay khai trương chài mới hay là chài cũ? Chài mới rồi, chài mới rồi. Vậy chài mới là gì mà liêm mà liên tục có khổ à, trời ơi, tính của tôi là không biết rồi, cái nào mà không ấy là tôi làm lại à. Tôi nói thiệt thật là khó nhọc cách mấy là cũng phải làm, mà sao mà cho nó đạt yêu cầu mới được. Mới làm cái chài mới giải qua một bữa, một cái giải không có nổi, bắt không có hết mấy ngón tay, thử thì cắt bỏ và mua lưới khác làm lại đó. Vậy đó thì bây giờ là các bạn mà thấy mà xem cái kênh này mà cảm thấy có giải trí có vui vẻ được ha, thì cho thằng chủ kênh này nó một like ha, để làm sao mà nó có cái động lực mai mốt nó ra những cái clip là hay hơn ha, độc hơn. À, để nó leo cây á, là nó leo lên rồi nó đi xuống rồi nó cái đầu nó xuống trước không à. Nó bò nó xuống. Nó leo lên rồi cái nó bò nó xuống, nó làm nó nhiều thứ lắm nha. Rồi vậy xin chào các bạn nha. Rồi giờ mời các bạn đồng hành nha. Rồi giờ review cái chài cái cho cả nhà xem một cái này nha ơi. Đó, phụ lại chứ mũi đi phụ. Đó, bây giờ mình một màu. Bây giờ mình chơi một màu rồi. Đó, nó vậy đó. Hồi bữa hổm thì hai. Hai màu. Bây giờ nó trở thành một màu rồi. Đó. Đó như vậy nha. Đó giờ mới đầu cái kia xuống ở dưới cái nhà ơi. Rồi thôi nào ra ngoài mở hàng chào đầu tiên người quay cho khán giả xem. Ông này bữa nay mặc quần không biết ổng có gách nữa. Đâu có gách hoài nữa ông anh ơi, lâu rồi nó phản té nó vậy. Gách một đường dài không sao? Té như cánh đồng vậy. Vậy đó hả? Mà sao mà cái đít nó gách mà cái đít vợ lạnh rồi mà cái quần chưa nó không lành. Vậy đó. Bà mẹ nó kỳ cục.
Bữa nay là giờ làm sao mày có số mày lặn mà phải bệnh mấy ống nghe để cá mà nó chung chổng nó quậy lỗ tay quay nữa luôn á. Báo đời. Lỡ hết trơn à, lỡ lối hết trơn à. Nó đứng mà chèo nó túm hoài gió nó mất rồi. Cái ống đi chài mà cái ống quần quá vậy bự vòng gu phi mà nó chung chổng nó quậy một cái rồi lỡ lối hết trơn. Mấy cái ngạnh của nó nẹt á hả? Ờ. Mà chết luôn rồi nha. Ờ mời cả nhà cùng đồng hành á. Sư phụ ơi, cá chài này im. Cá chài này không bự mà không nhỏ mà vừa. Đưa trong bờ ha. Đưa trong bờ ông ngoài nha. Dính không á? Dính trời. Rồi vậy ủi cái mũi đi vô bờ đi sắt, ủi cái mũi bờ đi. Chài lặn nha, cái nhánh bằng á nó ngã xuống. Cởi nữa hả? Cởi ra mới được. Đạp kìa phụ, đạp cái đọt nó xuống cái. Ông lặn đi. Nè, lấy lo lại đây đạp này đi. Đứng đây đi. Mày xuống đi, mày đi xuống trong bờ đi. Mày cần ấy nha. Ừ. Ông nội ơi, quay từ đây trở lên thôi cha. Tôi biết tôi rút kinh nghiệm. Vậy. Hai ba cái quần nghe nè. Tôi biết tôi rút kinh nghiệm. sư phụ sợ đẹp quay lắm. Cái gì vậy? Áo lạnh á hả? Ừ. Trời ơi. Những cái gì đủ cho chà cao vậy mà còn đòi gì nữa. Rồi thôi đẹp ăn ngắt máy cả nhà, cho chú Sáu chú lặn chú gỡ với sư phụ lặn gỡ một cái đi. Xong. Dạ. Lạnh không Sáu? Không lạnh mà nó hơi run run chút thôi. Không lạnh nó run run hả? Đụng mày không cái gáy lắm rồi. Trên đó tôi. Ủa mới vừa chạy ra hả? Dưới vậy dính liền. Như hai vậy? Ừ. Ủa đâu 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 coi coi. Ủa con cá này nhà ơi. Bị đá luôn. Ừ. Bị dính chờ nó không. Con cá mà dính mà con bắt dính hả? Ờ vừa chạy ra dưới này. Vậy hả? Liền. Rồi còn con cá gô bắt bắt dính không? Chưa biết mà nha. Chưa biết hả? Ủa khoan để cho nó qua cái đi. Từ từ đi. Máy chạy vô nè. Cái thụ hay vậy chứ. Chợt dính con cá mà dính nữa nha. Bự cho bá luôn. Trăm mấy gần 200 gram. Đẹp quá. Đó bắt lắm, kéo. Đó. Con nước lạnh quá với thêm phần nữa là. Rồi dính nó đây đừng xuống, đừng xuống. Rồi, nước chảy quá chảy. Gác cứ gì hèm gì đâu quá trời vậy. Nó chạy quá. Có hả? Dính. Ôi mày mới nắm rồi, dính đi rồi nè. Hay vậy? Hai bà con. Ôi còn nữa kìa. Trời dạo đại luôn. Ôi cái dính cái dính dưới cái rảnh quá. Được lặn sư phụ lặn mười mấy thôi á. Đây một con Sáu vũ sao. U cái chai này dễ vũ sư phụ. Con nói dễ vũ sao nói ai nói khó. Hai con kiến nhỏ lớn cũng bắt tao hết nha. Vậy con mà lớn mà bắt vậy. Ờ bắt tao chiên giòn. Ghê vậy. Mới chỉ nó đụ mà nhỏ nhỏ ông chiên ngon dữ lắm. Vậy hả? Trời mổ bụng con để nguyên vậy. Quá trời ghét rồi, để đẹp giờ vũ tiếp sư phụ cả cái nhà đây. 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 Con hả? Ba con anh lại hút con nữa. Không biết cái chài này mà. Đây. Ba con bự bụng rồi, ngon quá. Rồi thôi đẹp cái máy đẹp dính nước rồi, đẹp chùi cái với đẹp vũ nha nhà. Lên.
cái gì chị kia, cái gì chị kia cho xuống rồi. Ủa con tàu quá. Rượu ốp cây cầu cả nha. Ốp cầu mò. Ây da. Ủa sóng tàu. Ui ui. Muốn té thôi đi đi, đi không ạ. À. Trời sóng tàu. Tàu có tóc mới mới chạy nha. Này chắc có ca ca dẫn quá. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Dính nè. Tắp nhiều trời. Lúa trời. Tắp rồi Phụ. Tắp rồi. Tắp rồi. Để Phụ lặn dưới gỡ để tự kéo lên luôn nha. Thôi, thôi đi. Mới ớp cây cầu được cả nha. Lại mất tiêu rồi. Đừng ông nổi lên trúng cái đầu cớp à. Rồi. Sâu ghê. Sâu. Ừ, sâu. Rồi kéo đi. Bận quá. Quá trời chảy quá. Bận quá bận. Cá nhà ơi. Wow. Được. Cá này cá chốt. Chốt làm chốt. Đây nè Phủ, gì con hồng dện. Hả? À, hồng dện hả? Quá trời cũng được. Má chạy vô rồi nè. Đúng rồi. Giờ bắn là làm đi, lại đi. Trời mang lại tử này hai bự. Ừ. Cá dảnh ngon quá. Mời cho Phụ một điếu đi thuốc luôn. À, cái gì vậy? Ý Phụ ơi, cái này của ai vậy Phụ? Có số luôn nè, thì anh em nào có quýnh quýnh ấy nha thì có luôn đây để đập ngửa một cái. Wow, 67B1 366881. Đây coi cả nhà ghê thiệt chứ. Con cá ấy dậu, con cá thấy ghê quá vậy. Châm xăng rồi vô. Ok. Còn đây nữa rồi nữa hả? Cũng được ta. Em lại chạy đây cũng nhiều à. Ý mà thì lên đường tiếp. Cái chài này nó thiệt dòng có cá là bắt hết cá. Bắt con bén cá. Chèo ra chú Sáu rồi, tôi gỡ cầm dây bị gối. Rồi. Sâu nghệ Phụ. Cái này là cấp ngoài á. Thì đây nó trôi xuống nè. Rồi luôn đi không? Nó sảy chắc nó còn ở đâu đây mà hả? Cái này chắc nó lấy xuống với Miệt Thứ Kiên Giang này. Ngã ba dầm sáng nha. Cải răng ba láng dầm sáng không điền. Anh có thương em cho bạc cho tiền. Chứ đừng cho bụng bự hàng cười chê. Giờ nó chế không à? Chứ ngày xưa là cái găng ba láng nhầm sáng không tiền. Anh có thương em cho bạc cho tiền chứ đừng cho lúa gạo
ở nhà em vẫn có mà, cho ăn chi nữa. Ồ bận quá. Ủa tá này là tao chân gốc rồi. Chân gốc hả? Gốc rồi. Gãi trà này là nói chung là không có con nào đi luôn, đi luôn cái nha. Chứ thường là gãi đây ít nhiều gì cũng có, nó trang phục. Do trời ui nè, không có mặt mặt trời luôn, ánh nắng đi luôn đó nha. Kim gốc. Mà thêm cái nữa con nước lạnh. Kim gốc mà nó mới được, gốc nó mới có. Ui. Và đi vũ tiếp sư phụ cả nhà. Sát cái giạc này, cây được tí xíu nữa. Cái này giờ giái cho được từ mớ cá đây cho khán giả xem. Sát mũi bờ chặn nặng luôn. Rồi được được phụ ơi, cái trà bự mà. Rồi được. Chặn lại. Thấy trong này nó chảy ra không? À. Qua trà bự nuôi chày luôn rồi. Rồi, bây giờ điệp ốp máy điệp lại gì vậy? Giật máy cả nhà. Quá trời. Có cá hả? Đâm hả? Ê chết chết chết. Ê đậu con cá nó phóng không nữa. Ù quá. Phóng xanh là nghĩa là nó phóng cho nó phóng luôn nha. Rồi đẹp giật máy nghe nhà ơi. Ô mẹ chết rồi, không rồi. Không hả? Mới lặn cả nhà ơi. Đây. Lặn mò tôm đi luôn nè nha, hồi nãy giờ chài là không có dính đó, hai con tôm nè chứ. Ây da, để cà đẹp cầm dây cầm dây dụi chứ, còn ca chốt là đã không, cái trong giấy ồn quá nha, tại máy nó chạy á, nãy giờ lặn với sư phụ. Sư phụ xíu lặn, sư phụ gom cái dần chì á. Tiết lạnh cá nè, ở trong gốc không à cả nha ơi. Chài khơi nó thua. Đó cũng tay chài ngồi ở trên cầu đó nghe nha. Giơ tay đi lên đây coi ơi. Đây bấm máy đi. Chú Sáu quấn cộng dây con Sáu. Ê đại tử làm đậu nha. Nè. Đã không? Hay. Hả? Lặn đó. Bỏ cho nó vô trong này một cái đó nha, hồi nước ấy á. Hàng tôm chứ còn cá. Con cá nó bự được rồi cả nhà, này sư phụ. Và biết thuộc con đó. Con đã. Ừ. Đó, con cá linh dụ như nè, cá linh nhóc trên nè. Đó. Bự quá trời luôn. Trời ơi. Điều hồng, cái điều hồng. Chú mày ăn phụ để lấy tấm hình thơm neo màu cái phụ. Điều hồng. Đó, vậy phụ ơi. Đó, đây nè, cá trong này còn nè. Nè, thằng đại tử chụp tấm hình lấy tấm hình thơm neo con cá nghe nha. Hết biết không? Đây nè. Ờ. Đây nè, tới đằng cây nọc dưới nha. Hả? Tới dưới cây bên đòn nha. Rồi đây. Chơi chủ này. Qua đã nha. Ừ. Đào. Để cho sư phụ gỡ luôn rồi. Đó. Mới nãy là lặn là thấy đụng rồi. Chú Sáu cho hỏi có cá không? Đụng được hai con tôm với con cá. Con cá tưởng đâu là con cá ấy không phụ, tưởng đâu là cá chép, không phải. Được con cá điêu hồng như vậy mà dưới sông này vậy là bự rồi đó. Quá đã nè. Cái hồng cà bá luôn rồi. Biết không? Ồ. Nó cá gì? À, có cá lóc luôn đây. Đã. Hết cá rồi. Hả? Hết cá rồi. Ừ. Chặt quá trời. Bỏ vô hồi nó trắng bây giờ. Đây. Ôi. Đây lụm bỏ vô cái.
mới dễ rồi xuống qua cho cá luôn. Đây cá đi hồng đã nè cả nhà, phát với trồng do luôn. Ôi ôi cá cá má bị ướt, bị ướt rồi, ướt rồi cả nhà, đẹp chùi chùi cá lên áo chùi chùi cá được. Trời ơi, quá trời luôn. Hốt luôn đó cụ ơi. À, nước ra. Đây. Rồi, cụ thử cái bụng. Tiếp. Quay. Là nó là im ha gì quá đã rồi, để chạy chạy tiếp theo quay vô nha. Hả dạ sát cá chứ không biết tiền. Nó nói cậu chài đâu vậy, tao nói tao không có gần cái mương ngày mà cái chài của nó quá trời. Biết điểm có cá nha nha, nhưng phần đó do sát cá nữa với cách bắt cá nữa, nói chung là phải phối hợp hai ba cái lại. Chứ biết chài thì ai cũng biết chài mà. Chài này trời, chài mà bự hay nhỏ thôi, chứ chài này thì ai cũng biết chài hết á. Thì phải biết cách bắt cá nữa. Rồi giờ đi chài chài tiếp theo. Quýnh cây nọc nào không? Nọc này hả? Rồi, để Điệp ấp má được chùi cái cả nhà. Chùi, chùi, chùi má cái. Nước à. Ý dính cái máy rồi, thôi cởi cởi kệ chéo sát ở trong, ở nơi đó nó có cái hà, cái hàng nọc. Vậy nó ngon đó. Ờ ờ. Rồi đi ốp máy nha. Ờ, chú Sáu chú lại đi cho con chạy lên nắng cho con lên. Lên. Điệp mới lặn với sư phụ cả nhà, lặn gom gì kỳ chứ gỡ nọc gốc á. Thì ra sư phụ cũng phải gom cá nè. Sư phụ mới bắt được hai cá. Đó, chắc kiếm ăn chút đỉnh được mà. Hả? Chắc chai này kiếm ăn chút đỉnh được. Cười dữ vậy kìa. Vừa chạy nằm ở căn giữa gốc cây nè. Có máy hơi lặn mới nổi cả nhà. Sâu lắm. Tại từ trong mé ra đó cả nhà thấy không? Từ trong mé nó ra ngoài này xa lắm. Cái độ 50 gram không quýnh 1 kg này cho nó mặn mặn một chút thôi. Vậy là à, vậy cho vợ con vui. Rồi khi nào hồi kéo ra đi quay ra tiếp cả nhà xem. Cái nhà còn đón xem chài tiếp theo nha. Ốp cái lườn chẹt đó cả nhà, ốp cái lườn chẹt đó nữa, chài đó chài đó là chài thiền nội đó. Rồi chú Sáu phân cộng dây lên, đi lên lên đi Sáu. Mày lại đi rồi đi phân chú Sáu phân cái cộng dây lên. Trời ơi ít quá nhiều. Dài này ít nhiều thì cả nhà cũng nhớ ủng hộ nha. Phụ lặn mệt lắm nha. Lặn lặn mấy hơi, nói chung mình lặn này cái hơi nó tống vô người mình nó cũng mệt lắm. Trời ơi. Được rồi. Đó. Rồi. Còn cả chốt này hồi nãy đây tự đụng rõ ràng mà. Sáu trèo nhóng nhóng lên cái cây ở trên đi Sáu. Đừng có động, đừng động ở dưới này. Đi trụ vũ tiếp sư phụ một cách. Quá cái chài lưu dưới này nè, nó mới ấm nè. Có con cá chốt giấy nè kìa, bự quá nè phụ. Đang cá chốt giấy á. Ui có dành hết biết tao. Ở quăng đâu xa xa á, nó mắc cái lụng chì á. Ừ, cá chốt giấy. Má càng cá đã thì. Ừ, nó không nó khỏe nó phụ. Gặp cái chì chỉ là thôi. Nó ngậm giữa dưới này. Trời. Ngậm dưới nó ác. Thank you.
cá không nhiều. Cũng được rồi. Chạy lường chạc đó đó. Quyết quyết định đó. Vũ nó ít có dính gai á, ví dụ như chà chỉ nha, là mấy cái này nè là nó dính gai đó. Nó dính mấy cái rảnh đó. Hả? Dạ, thì anh có cá bắt hết cá luôn. Bén cá là gì đâu. Nó hông ra chỉ thì nó nằm sát á. Còn cái này thì nó phùng nó phụ. Nó phùng mấy con cá nó dễ đi vô túi hơn. Anh trà giữ cá thấy đã. Ừ. Cái chà chỉ nó mắc cái ngạnh giữa đó. Ừ, nó mắc ngạnh giữa với cái ngạnh dưới nè. Rồi thôi chạy tiếp theo qua quay cho nhà coi. Vậy chuẩn bị dưới đây ca ta. Chuẩn bị lặn nữa. Đẹp xuống. Một là lặn, hai là mình nắm mà mình lần xuống dưới mình gạt vô. Hả? Có. Kiếm ăn chút đỉnh được. Kiếm ăn chút đỉnh được. Cũng có ăn chắc cũng có bán mà. Rồi, ai tiếp theo cả nhà đón xem nha. Dưới dạ lường này nè. Mạnh lên trên luôn đi. Rồi chèo vô sắp. Quá trời. Dạ dạ vô. Vô. Ờ chú sắp chèo đó đi con thống lên. Điệp đi lên đó. Nó lạnh mà nó rung mà Điệp cầm cái máy không vững luôn á. Cho cái mũi ghe xuống dưới chút kia rồi phân cái vũ lên chút đi. Đây phụ kêu phân cầm vũ đi lên hết con cái dây nè, hết dây nè. Dữ lắm nghe nha. Nhiều hơn cái chài chiến rồi nữa. Điệp lặn dưới điệp đụng á, điệp mò á. Điệp đụng á. Dưới nãy điệp sảy con cá chép lặn nó hết hơi nữa. Sảy con cá chép cả ký mấy à. Là lý do là cái chẹt á cả nhà. Nè, cả nhà coi nè, chiếc chẹt nè kéo vô trong cái lường chiếc chẹt á. Nên vì vậy mà điệp hết hơi. Phải lặn phải trừ cái hơi đặng mà mình nổi đi ra, không thôi làm mắc kẹt trong cổng đi luôn á. Ôi ơi, con cá lôi lên. Đưa cọng dây ra coi. Dây. Nè phụ. Đây nè cho coi. Nó chạy xuống mắt đi rồi. Tắt máy phụ ơi. Cái gì mà tắt. Mới nãy Điệp cũng sảy con bự như vậy đó cả nhà. Chết rồi, nó hết xăng rồi. Rồi, trăm xăng sáu rồi, sao chết rồi. Nó còn ở trong cái bình hơi á, nó tống đi ra được. Hết xăng rồi. Sáu qua đứng bên đây, sao? Chết luôn. Giật máy. Ổng hồi, ổng la dậy sắp bơ bò. Que gì cũng mẹ đó nè. Thích quỷ mẹ. Giật sao để chai xăng đi, giật đi. Để đẩy đi. Nó hết xăng nè. Nhóm ra. Hết xăng. Chấm đậy. Nhóm ra lên cái. Bỏ máy nè đi. Chú Sáu giật máy không chạy, nãy giờ ổng dưới ông lao quá trời luôn cả nhà ơi. Vị trí nó hết rồi mà. Đánh cho mụ nóng lắm. Cọc lắm. Dễ dặn mà ma quên cả nhà. Rồi tắt máy đi. Phăng dây sao. Kéo lên nè. Lạc là được
gì cá sấu. Hả? Sao rồi, có tôm không? Không có. Anh cũng đi dài nó nữa đó nghe nè. Con cái này chép sao? Bỏ vô khoang rồi bỏ nước vô. Nghe rộng ơi. Nó rộng á. Lắp ở dưới này nè. Wow. Gai ba cái gai ấy, trời ơi, đất ba gai luôn. Nè chú sao gỡ giùm con cây gai này sao? Gai này. Nãy nó có lặn tới giờ này không? À, có lặn. Lặn rồi. Không. Có lặn ở ở trên không? Cái thằng kia thằng làm rồi, thằng chạy gần nó mới chạy gì đó, làm à. Trước rồi. Yeah. Làm lúc chùm ở trên bờ qua. Mấy cá chép bỏ vô để nó chết. Yeah. Về thả chết thả dưới cái ao của sư phụ nha, thả nuôi lặt lên nha, biết rồi dưới gai anh ơi, dưới gai lưng chốt nó bự như vậy hả? Hết biết cái chốt bự rồi. Rồi mấy cái chốt thì là sáu. Bỏ qua bên này giùm tao cái. Còn này bỏ đi, mất này bỏ đi. Ngoài ngoài cũng có mấy anh chài nữa đó nha. Đang kéo chài này đó. Ủa má nó kéo sao mà bứt chài thế, nãy nào kéo lên chị đó còn đóng nữa. Dạ. Yeah. Kè kè. Cũng bắt trước mình cái lường này nè. Mẹ lôi nữa là kéo nữa. Nè nha. Thì một số anh em á ta điệp quay á là bể cái địa hình nha nha. Đó, một số anh em cũng đi chài cũng kéo giống như điệp như vậy đó mà đầu lặn hơi á nó không hết á. Rồi bỏ lưới luôn nè, bỏ chài luôn đó, cái chài á, cái đó là cái chài đó. Bỏ chì luôn. Vậy? Bỏ chài bỏ chì luôn. Bỏ chài mà bỏ chì luôn nha. Dễ ăn đâu, phải dễ ăn đâu. Cá nó ở chỗ hầm hố rồi không à. Không có mấy hơi là lặn không có được là thua. Nó dễ. Trời ăn thôi, trời ơi, tiêu trời. Không cần không gắt lên kéo động sáng không kéo gắt lên. Vậy là rồi bỏ đi luôn hả? Bỏ luôn. Bỏ làng sớm luôn. Nó mất gì đâu biết. Chơi nước im nó có lục bình lùm ra chơi cái đầu vô nó đứng rồi. Sao để tiếp này khác con cá này nữa. Những cá này. Vậy bốn con mà có con này là bự à? Không, tôi nói nó được bốn con bự gì ăn đó. Những bà gài đầu con dưới quá trời của đất này tôi không biết bao nhiêu gài dữ. Ừ, con cá này cả nhà ơi. Con cá này con cá chốt mà nó bự giống hệt như là cái con cá lăn nha cả nhà. Cái lăn mà con nhỏ nhỏ thôi nha. Gỡ cái này thì mày lo mày gỡ nó đi. Đi kìa. Đây. Bắt cá chốt này cho cả nhà xem cái mới được. Nó muốn bằng răng bằng cái cầm tay của Điệp.
chém 300 gram cái gì vậy? Dữ không? Trời ơi, trả giá gì ông anh ơi. À, cho khán giả trả giá hả? Nè, con này cũng có 150 gram nè. Vậy? Con này cũng có 150 gram à. Trời đất ông sáu này hả chứ. Cá này nè. Ồ, ôm cá mà ra bự nè. Hợp với cá thiệt chứ. Rồi, chạy tiếp theo quay cho cả nhà xem nha. Cái chạy này chung là cũng đã cũng được mấy kilo cá, nội có ba con cá này xong là bộ mà con này cũng có cái ký rưỡi này, cái ký nữa. Trong vòng đây có khoảng 3 ký mấy, gần 4 kilo cá. Ba con này nè, như xe thấy ký rưỡi. Ký. Bây giờ chúng máy. Đốt cho phụ điếu thuốc nha. Mọi cho phụ điên điếu thuốc nha. Đó, cũng có đồng nghiệp nữa đó. Xe nó chạy to đó. Hả? Chài đó là chài to đó. Thấy không? Đâu rồi? Cá tôm bữa nào cho mà con nói. Tôm nè. Hả? Tôm đâu? Ủa? Quá trời đã rồi coi. Nhiều mới có nhiều. Mò được nhiều đó. Mò hả? Rất nhiều mới có nhiều. Chắc nhiều. Rồi, hay thiệt chứ. Ủa đã rồi nha. Mò hôm bữa nay đủ kỳ quá, bữa nay đủ mẹ cái trời ui. Đây đi qua quay mía. À, bữa nãy giờ có mấy con cá. Hả? Vậy đó hả? Ừ. À, không có cá mà được tôm. Ờ, mò tôm nhóc chân. Ừ. Không có cá nhưng mà được mà được tôm. Cho mỗi nèo. Gì đó hả? Vàng đó. Vàng khay á. Chài đó là chài to cả nha. Ghê á. Chài ghê. Còn chài cái sư phụ này là chài giải. Chài này chài con, chài nó chài mẹ á. Chài bên kia là chài nái. Nghĩ một cái cho khán giả xem cái ha. Quất luôn. Chạy lặn tiếp nữa nha cả nhà. Nhưng mà chạy này. À, hay quá. Đây. Là đẹp ốc máy đẹp thủ dưới sư phụ nên. Bắt thế thằng không à cả nhà ơi. Mấy có bắt được cá. Con động vật chứ con gì mà nó không khôn. Con mũi nó còn khôn mà. Mình đập nó một lần nó hụt ha. Lần sau là khó mà ăn đó. Rồi đẹp ốp máy. Rồi đầu lặn. Nó nghe nha. Xíu nữa là té rồi. Lôi xuống luôn. Lôi sắp lớn rồi, dở quá. Điệp thần dây lên cả nhà. Còn dây ổng hơi là con. Ôi da té. Trời ơi. Thôi. Mệt nữa. Dịp ốp máy. Bụng tiếp sư phụ một cái. Quá cá chép còn. Cá chép nó chừng. Quá ngon. Trời ơi quá ngon cá. Rồi thôi. Chài hai chài nữa rồi là rút binh nghe nha. Chặn lại được. Chim im cho gác nó đang câu. Ừ.
Vâng. Rồi bắt đầu lặn. Mới chở bình hơi đem bên nhà cả nhà. Sâu. Sâu quá. Linh nhiều nghe, quá trời cá, cá linh luôn luôn phụ ơi, vô nguyên 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 bậy, ôi ôi dữ rồi, ờ vô nguyên cái đây nè, đây 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 bọc đây, quá trời vô nguyên một bầy cá linh rồi, dữ lắm rồi cả nhà, đây. Để đẹp ra vũ tiếp rồi sư phụ nó rồi. Trời ơi, lặn ở dưới tao đã biết ở dưới rồi. Con lặn ở dưới là tao đã biết ở dưới rồi. Hả? Vậy hả? Cái linh của mày đây lên biết cái linh rồi. Đã sư phụ ơi. Nhiêu? Trời ơi, trời chừng 100 g dữ lắm rồi. Biết rồi. Cái này mà gặp cái trời hai phụ nữ á. Trời quá ông. Chú Sáu chú lại chú dành. Chú dành dưới để mình ra cả cái nhà. Tới ông Sáu được chứ. Đẹp lắm rồi nha. Cái linh không à. Đã lắm. Đầu năm nha cả nhà. Vậy đầu năm thành công nha. Thành công không? Thành công. Mở hàng chài mới vậy chứ. Mới bắt hết cá chứ. Ngồi nó ném kia chơi quay cá coi. Ngồi chiếm chỗ chứ mà ngồi bành cá háng nữa. Muốn quay háng không? Con quỷ này nó ở cái họng này kìa. À, trời ơi à, trời chú Sáu chú lụm á, chiên vàng làm mắm gừng á. Gì chiên cho nó vàng làm nước mắm gừng á, định nó vô là dính. Ừ, cái nhà này nè, cái ham không nè, thiệt nha, trời trắng hết trơn nha, cái linh nhiều lắm. Phía ngoài nhiều, phía ngoài là bình thường. Ừ, cái linh nguyên bậy luôn, cái này được chài hai phân rưỡi đó hả phụ. Ao rửa bắt con cá. Dịp lần bắt với chú Sáu mà được, chú Sáu chú bắt hết trơn à. Ồ, cái linh nó ngon cả nha. Bự không nha. Cái linh này bự không phụ. Cái nó là nhào nhào, cái này dữ lắm rồi. Trước khi ấy rồi cũng vậy. Thấy rõ rồi. Nguyên bầy. Thứ gì chịu nổi không? Dưới là đụng qua biết mà làm sao không có dẫn. Nhóc chơi nè. Công nhận là qua cái trà để bắt cá đã thì trời. Nó mau chìm mà lại nó phùng. Không chơi dính mà gác đến này kia. Trời trời cá linh rồi. Không giải trời hay trời đó bà. Thử trời cũng phải giải thử rồi nha. Không giải nổi không nha. Nhặt rồng lắm. Vậy đó hả? Đại tử giải hả? Còn mấy ông lại giải nha ông ơi. Trời con ơi. Gì vậy? Ông lại giải đi. Rút ra lại tao. Ôi ôi cả ký mấy cả nhà ơi, bành gan cái cho khán giả xem cái mấy nó mới được. Đâu. Hả? Gần cuối nữa chứ mấy rồi. Vậy. Đâu 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 đâu. Đó. Biết luôn rồi. Thôi mày giải đi. Giải hả? Ừ. Dạ. Mất gốc ai lặn nha. Mất gốc thì người nào lặn? Giải đi. Bỏ cái đây xuống thì giờ lặn nữa. Đó. Khán giả xem rồi. Qua trời luôn. Giờ đổ vô. Bộ mà. Có gì tôi nói cả chục ký giờ này kia có cả chục ký trên chục nè, bỏ đại vô đây luôn nè. Ừ. Tôm tép thì lộn xộn rồi quý vị, tôm tép thì hồi lên cảnh đổ ra thao ham thì chứ gì đó đây ăn mở hàng đầu năm như gì đây là ngon rồi đó chú Sáu, khấn khởi rồi đó. Dạ con gia đình rất khấn khởi vì được một mùa bội thu vậy đó. Đổ nước ra đây này sao? Ừ. Vừa ấy cái tay đổ nước ngoài rồi. Đây. Con cá đưa hồng này chân thương ngon lắm á. Dạ. Con cá đưa hồng bự đó không nhớ không? Ừ. Đó,
anh không bắt không? Gặn đầy thùng bê luôn á chú Sáu. Trời, tao nói với mày từ 15-16kg là bình thường. Rồi xách lên được cái gì. Ở nhà nửa thùng đi luôn. Nửa thùng luôn luôn rồi, thùng bê không hết. Trên 10kg à. Trời ơi trời. 10kg cho mày không khỏi ấy gì chứ. 15kg cũng cho mày không nữa. Ừ, có 16-17kg. Con cá này cái không biết được ký người ta. Đó nó có 7.5g mình xưa. Mà con có... bê đầy đó mình tính ra bữa hổm mà con nhiều biết gì. Có con cá chốt này ngon nè. Ba bốn con nữa mày sốc mình bắt gì mày bán. Cá chốt bự. Dạ, mẹ, này, mẹ đâu phải là kho khô lắm. Khô lắm. Rồi mẹ bả dư ăn 5-6 con luôn đó, nó bự á. Quá đã, tôm cũng nhiều nữa. Đã đẹp lặn mò, sư phụ mò dính rồi cả nhà. Tôm quá trời luôn. Mới nãy mà chài cả nhà em thấy đồng nghiệp nó cũng ở dưới sông mà, chim chài cả nước mà, ai bắt được nó ăn vậy. Dưới sông đồ cũng nhiều, anh em bầu lắm. Mà bắt cá. Hỏi hay dở là về cá nhiều hết á. Là cái đó mới hay. Là cái thế phải không? Còn đi bắt thiếu gì mà đi bắt. Ừ, thiếu gì. Thế với cái kinh nghiệm. Bật ứng lên trong nội mẹ ơi. Quá. Đó, cho khán giả coi là một phần bê cá đó. Nè, còn ở đây nữa nha. Nè, bỏ vô cái này nè. Quá trời đó. Chứ không phải ít đâu. Hả? Nhiều lắm. Ừ. Thấy gì cho nhiều lắm. Trời ơi. cái thao chà bá mà đầy cái thao đi nó đi luôn rồi nè. Chứ dữ lắm không trời đâu. À, mười mấy ký phụ. Hôm đó đầy cái thùng này là nhiêu? 16-17 ký phải không? Ừ. Quá trời luôn anh nha. Thấy luôn, cái này là mười mấy cái lô cá nha. Con cá chép này thả dư dây nó. Thôi thả gì chết rồi, để dạ. Cho sáu lùng đi. Rồi. Nè, hay là bắt cá bự này đi. Cho sáu lùng cá này. Chết rồi, nãy không đúng. Nó còn mà nó. Thôi chết rồi. Quá trời luôn rồi. Nè, có mấy cá chốt này nó mới ngon nè. Đây có mấy cá chốt rồi gọi cho bà Sáu. Ừ. Mẹ bọc hết rồi nó tiêu mẹ hết trơn rồi. Mẹ đẹp thứ sáu nha. Mẹ nói như cá này. Mẹ khái ăn khô khô. Cá hồng đâu nằm dưới đây nè, nè. Nè. Đó, cá điều hồng. Đúng mẹ bắt đi, luôn. Bắn cá điều hồng. Đó. Biết không? Bắn cá chép cho. Không, giờ thầy trò chia nhau đó nghe nha. Quá trời mười mấy ký đâu á. À, bây giờ đâu mà để bắt mấy con tôm này cho thằng cháu ngoại này đi. Nó tới. Ừ. Quá trời. Thấy vậy mà giữ chứ. Hả? Thấy vậy mà rồi mà giữ chứ. Ừ. Cái chốt nó lớn gì không ba bắt. Ờ cái cháu cho bả hết đi. Quá đã. Khoan, để bắt mớ cá bự bự cho bà này. Cho bà nào? Cho chúng ta bên này. Cho bà về con. Cá hồng vậy. Cá chốt nè. Đây cá hồng vợ nó kho cũng ngon lắm nha. Ừ. Biết rồi. Dữ chứ. Còn mấy con tôm đó mày. Ừ. Kìa đó nó kìa. Thì cho con giữ đẹp chứ đủ mà. Ừ. Kìa. Cho con giữ đẹp mà. Mấy đứa nít ăn nó mặn mau lớn nha. Đây. Thầy trò nhau. Chưa đâu còn sốc sọc còn nữa đó. Bây giờ ai lấy bắt cái bớt rồi đi. Đây, bắt nha. Cá sợ. Đây. Ừ, bắt hai ba con cá cho bà Sáu đi. Cả nhà cái này cả nhà. Ở dưới sông á mà ba con cá mà ấy là phải cho bà. Dưới sông mà cũng có cá sặc nữa nè. Ừ. Bắt cái cá chép này ha. Ừ. Thôi chú Sáu bắt con cá chép kia đi, đưa con cá chép bên kia đi. Ừ. Rồi, con cá chép này thôi. Có quá đã. Kiếm bọc để ok nha. Để không làm bắt cái gì để lấy nữa không con, để kiếm cá chốt cho bà Sáu trước đi. Cá này kho không con nè. Quá đã. Rồi để thầy trò của Điệp chia đi ra cả nhà, cũng bận lắm mà con cái này nè, chạy một mà cả ký mấy cá luôn đó nè. Bọc này là cả ký mấy nha. Là cá anh cá Linh đó. Cá Linh đã không? Quá trời. Nãy nhớ có hai con cá sặc ra. Hai cá sặc. Đây, mới này có đẹp đây. Ngon không? Quá tuyệt vời. Đó, còn tao kìa. Đây, trời. Vậy? Cá chốt, chút giấy. Hải hùng hả? Hải hùng. Quá trời. Có bắt con tôm này chưa? Có nè.
đâu vậy? Trời gì vậy mà tụi nó giải không nổi mà dở quá trời rồi. Ủa mày thả nó bắt cá kho mà hả? Con này nó bị ngấm rồi. Đâu ngấm? Rồi gì thả? Thả không? Thả đi xuống. Thả bởi vì cho nó đẻ. Nó chạy hết biết luôn rồi. Cho nó đẻ. Được một bọc nè cả nhà. Đây nè, hồi bọc này mấy cái lô á, chú Sáu được một bọc nữa đó kìa. Thì chú Phụ được một bọc nữa. Thì cái này có khoảng trên 10 kg nha nhà. Trời ơi. Hả? Mua cái này có 16 17 kg thôi. Tại vì mình đây nè, Phụ cắt cái chân chú giò cho Phụ kìa. Hả? Cắt cái nước chân chú giò Phụ kìa. Khoảng mười mấy cái lô cá. Cái này 16 17 kg. Bốn năm ba cá chết không có ba cái lô số luôn ba bốn trên ba cái lô mình tính ba cái lô thôi. Còn ký mấy nữa rồi giờ thành quả của đẹp như vậy nó đó cài cả nhà ơi. Đầu năm khai trương thuận lợi thì đẹp gửi lời thăng thương là cần cái hôm nay ba số luôn. Xúc vô ai không xúc vậy là mày biết là cũng cỡ 15-16 kg luôn. Cỡ 15-16 kg vũ đẹp sách cũng nổi. Chà bá vậy là chài thạch xanh á. Vậy chài của tôi là chài thạch xanh. Đẹp gửi lời chi ăn chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em á khắp mọi miền đất nước á, con buổi tối xem clip được luôn dễ hạnh phúc hơn nha cả nhà. Nhớ đừng quên để cho đẹp xin một like nha. Giờ đẹp bye bye cả nhà, hẹn cô dì chú bác anh chị em những clip tiếp theo nha. Đẹp chào cả nhà nha. Tính bữa nay không có mà cuối cùng nó vớt giác mà trời thạch xanh mà. Ôi chào cả nhà nha. Đầu năm mà mới khai trương cũng cỡ 16-17 kg cá rồi. Thôi cũng được rồi ha. Mình cũng kiếm khô được. Khô được hả? Rồi chào nha. Cái lườn chẹt, hút cái lườn chẹt là phải có ăn. Lườn chẹt này cả hề. Hy vọng quýnh lườn chẹt. Ông còn thả con đó. Chào cả nhà nè. Chào nha. Rồi đẹp ốp máy nó nghe nghe nó nghe nha. Rồi giờ đẹp ốp máy giờ rồi quay sơn một cái này một cái nữa cái khu vực nữa. Có đẹp nhận cuộc điện thoại á của anh chị em á kêu quay đẹp quay máy hay nhanh gì đó, có kêu quay chậm chậm nhẹ nhẹ lại cho nhìn khu vườn của sư phụ. Sư phụ cũng trồng mai kiển này kia đó. Đẹp cũng có quay nhiều clip rồi. Cũng có số anh em mới vừa clip qua lướt qua đó kêu quay lại. Đó thì bây giờ đó như vậy nè. Nghe nha. Cái này là dâu dâu ấy này cả nhà. Nè. Cái gì dâu tây nè, có trái nè. Bẻ luôn nha nhà. Nha, chơi luôn nha. Quất trái trái này đi luôn nè. Quá trời trái luôn nha. Ơi nhiều lắm nha. Dâu tây. Đã không? Trái nó quá trời luôn. Thôi giờ đẹp ốp máy nha. Đẹp hẹn cô dì chú bác anh chị em á những clip tiếp theo nha. Đẹp chào cả nhà nha.